Thưa Nguyễn ơi, bộ phim siêu nhân người nhện Spider-Man và công chúa Elsa hay quá nhỉ? Đúng vậy, công chúa Elsa thật là xinh đẹp. Tớ ước tớ có thể biến thành người nhện Spider-Man là một siêu nhân anh hùng giải cứu trái đất. Như vậy, tớ sẽ không cần phải đi học, cũng không cần phải làm bài tập về nhà nữa. Tiểu bà bảo, cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Ở thời nay vẫn có những siêu anh hùng mà hơn nữa họ còn học hành rất là chăm chỉ. Đó chính là những chú cảnh sát. Nhờ có những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những chú cảnh sát có thể bắt được người xấu, bảo vệ mọi người. Khoa học kỹ thuật thì làm sao mà đấu lại được phép thuật? Thôi không nói chuyện nữa, đến giờ TV bán toàn bộ sản phẩm đồ chơi Spider-Man rồi. Tớ nghe nói đây là một bộ đồ chơi rất đặc biệt, phiên bản giới hạn, tớ phải đặt mua cho bằng được. Xin chúc mừng khách hàng may mắn mang tên Tiểu Bảo Bảo đã giành được trò chơi Spider-Man VIP. Chúc quý khách có những giây phút trải nghiệm vui vẻ. Ai đến giờ này thế nhỉ? Để tớ ra mở cửa. Xin chào, chúng tôi là công ty chuyển phát siêu tốc. Đây là bộ đồ chơi của anh, phiền anh kính nhận vào đây ạ. Wow, thật là nhanh quá, tôi vừa đặt xong là có ngay rồi. Thưa Nguyễn ơi, nhìn này, tớ đã có bộ đồ chơi mà tớ đã ước rồi, chúng ta cùng chơi đi. Được, thế trò chơi này chơi như thế nào? Để tớ đọc hướng dẫn sử dụng đã. Đầu tiên, bỏ con nhện vào trước ngực, sau đó nhấn nút. Qua người tớ phát sáng hồng này. Còn tớ thì là màu xanh nước biển. Được rồi, để tớ đọc tiếp. Sau đó các bạn sẽ được đưa vào trò chơi. Đưa vào là trò chơi là sao? Tớ không hiểu. Tớ cũng vậy. Đây là đâu? Tớ cũng không biết. Nhưng mà nhìn này, chúng ta đã biến thành Spider-Man rồi. Vui quá thân Nguyễn ơi. Được rồi, để tớ đọc tiếp hướng dẫn. Chúng ta sẽ phải đi tìm bố mẹ. Tớ vừa nói bố mẹ sao? Đúng rồi, ở đây có chỉ dẫn này. Các bạn đã hóa thân thành con của người nhện và công chúa Elsa. Các bạn phải giúp bố mẹ mình đánh thắng quái vật Joker và phù thủy Harry. Nếu không, các bạn sẽ bị nhốt trong trò chơi này mãi mãi. Hi hi, không trở về càng tốt, tớ đỡ phải đi học. Trời ơi, Tiểu Bảo Bảo, cậu nói gì vậy? Không trở về có nghĩa là chúng ta sẽ không được gặp lại bố mẹ và bạn bè của mình, cũng có nghĩa là ở thế giới thật chúng ta đã chết. Hả? Thật sao? Đáng sợ quá, tôi không muốn chơi trò chơi nữa đâu, tôi muốn về nhà. Hu hu. Không được đâu, ở đây có ghi một khi đã vào trò chơi thì không thể thoát ra được. Chúng ta buộc phải hoàn thành trò chơi thôi. Trước mắt tớ nghĩ chúng ta nên tìm bố mẹ của chúng ta trong trò chơi này, đó chính là người nhện và công chúa Elsa. Nhưng mà biết đâu mà tìm bây giờ. Cậu quên rồi sao? Người nhện có giác quan thứ 6, có thể giúp phát hiện ra người muốn tìm. Để tớ thử xem. À, tìm thấy rồi. Bố mẹ của chúng ta đang ở cách đây 100 dặm về phía bắc. Đó là một tòa lâu đài. Hả? Những 100 dặm sao? Chúng ta đi bao giờ mới tới nơi? Cậu thật là ngốc. Bây giờ chúng ta đã là người nhện Spider-Man rồi, chúng ta chỉ việc đu lưới nhện là sẽ rất nhanh. Nhỉ, vậy mà ta không nghĩ ra, chúng ta mau đi thôi. Hai đứa lại rủ nhau đi chơi rồi, có biết bọn ta lo lắng lắm không? Thôi mà anh, các con cũng biết lỗi rồi, các con mau xin lỗi bố đi. Dạ. Và con xin lỗi bố ạ. À. Mọi người cẩn thận, có yêu khí. He, Elsa xinh đẹp, hãy mau theo ta về, làm vợ của ta. Joker, lần trước ta đã tha mạng cho ngươi, mà lần này ngươi còn dám vác mặt tới đây sao? Đúng vậy, ta đã đằng được sức mạnh bóng tối, ta tới đây để trả thù đây. Hay à! Hả? Là người nhận đen sao? Ngươi có phải là Venom không? Đúng vậy,
ngươi sợ rồi đúng không? Hãy chết đi Spider-Man. Hay-ya. Hả? Không thể nào, tại sao ngươi lại đưa đòn được ta? Ta quên chưa nói với ngươi, Vermum cũng là bại tướng của ta. Hãy chết đi Joker. Hay-ya. Hoan hô, Joker đã bị tiêu diệt, chúng ta thắng rồi. Không, hắn chưa chết. Trong lúc ta sắp tiêu diệt hắn, có kẻ đã cứu hắn. Lần sau ta nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Phụ tỷ Harry, nàng ngươi cứu ta sao? Đúng vậy, bởi vì ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng với ta. Ta đã tìm ra cách chiến thắng được Spider-Man rồi. Lần này Spider-Man sẽ thuộc về ta. Ha 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 ha. Nguy rồi, Elsa mẹ các con đã bị tên Joker bắt. Ta phải đi cứu mẹ các con đây. Bố ơi, cho bọn con đi cùng với. Bọn con lớn rồi, bọn con có thể giúp bố một tay. Thôi được rồi, nhưng hai đứa phải cẩn thận đấy nhé. Nếu thấy nguy hiểm thì phải lập tức chạy trốn ngay biết chưa? Vâng ạ. Joker, ngươi là bại tướng dưới tay ta mà vẫn không chịu hối cải. Hôm nay nhất định ta phải tiêu diệt ngươi. He he he, Spider-Man, ngươi đã mắc bẫy của bọn ta rồi. Đúng vậy, ta đã chế tạo ra một loại ma thuật có thể lấy đi toàn bộ sức mạnh của người nhện. Hãy xem đây. Hừ, đừng có mà khóc lác. Hãy xem đây. Hay-ya. Tại sao lại như vậy được? He he he, Spider-Man không có sức mạnh phép thuật. Ngươi chỉ là một người bình thường thôi. Hãy xem đây. Hay-ya. Thưa Nguyễn ơi, phải làm sao bây giờ? Sức mạnh của chúng ta đã bị mất hết rồi. Tớ cũng không biết nữa, có lẽ chúng ta đã thua rồi. Hừ, tức quá, bọn chúng chạy mất rồi. Có lẽ đó chính là bà Tân Venlock, mẹ của Spider-Man. Bà ta trước đây đã luôn chống đối ta. Lần sau ta nhất định phải tiêu diệt bà ta và hai đứa nhóc con người nhện để trừ hậu họa. Cảm ơn bà đã cứu bọn cháu. Tiểu Bảo Bảo ơi, bà ấy cũng là một người nhện. Đúng vậy, ta chính là bà Tân Venlock, bà nội của các cháu đây. Nhưng mà phù thủy Harry đã làm mất hết sức mạnh của người nhện rồi mà, tại sao bà lại có thể sử dụng được phép thuật? Đây không phải là phép thuật, đây chính là sức mạnh của khoa học. Khoa học sao? Đúng vậy, từ lâu ta đã chu du khắp thế giới, phát minh ra những vũ khí chống lại kẻ xấu. Gần đây ta đã phát minh ra chiếc máy dự báo tương lai và biết gia đình các cháu gặp nạn, nên lập tức quay trở về để cứu các cháu. Ở đây có rất nhiều món vũ khí hiện đại, các cháu hãy chọn cho mình một món vũ khí phù hợp. Chúng ta sẽ đi giải cứu Spider-Man và Elsa. Tuân lệnh ba. Bà Tân Venlock, ta chờ bà đã lâu rồi. Nói cho bà biết, ở đây người nhận như bà không có tí sức mạnh nào đâu. Hãy xem đây. Hà, tại sao lại như vậy? Bà đã mất đi gì sức mạnh rồi cơ mà. Đúng vậy, tuy ta đã mất đi sức mạnh phép thuật, nhưng thời gian qua ta đi khắp nơi trên thế giới, ta đã khám phá ra một loại sức mạnh mới, đó chính là khoa học kỹ thuật. Hãy xem đây, súng laser. Hai đứa nhóc con, mau chịu chết đi. Hay ya. Lá chắn proton. Hả? Tại sao các ngươi lại có thể đỡ đòn của ta? Đó là bởi vì bọn ta có sức mạnh khoa học kỹ thuật. Hãy chết đi Joker.
Cuối cùng, phù thủy Harry và Joker đã bị tiêu diệt. Gia đình người nhện được sống hạnh phúc mãi mãi, còn chúng tôi đã trở về được hiện thực. Thầy Nguyên ơi, tớ thấy sức mạnh khoa học kỹ thuật quả thật là ngầu. Tớ sẽ cố gắng học hành thật là chăm chỉ để trở thành một chú cảnh sát, bắt những kẻ xấu. Đúng vậy đấy Tiểu Bảo Bảo. Còn bây giờ là câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Ai đã vào vai bà lội người nhện? Đáp án A, bà Tân Vlog. Đáp án B, Thơ Nguyễn. Đáp án C, Tiểu Bảo Bảo. Và đáp án D, Harry. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau. Elsa, ta muốn mời làng đến vương quốc nhện của ta để ra mắt vua cha. Em cũng muốn tới vương quốc nhện của chàng, nhưng mà em chưa khống chế được sức mạnh. Em sợ sức mạnh của mình có thể làm hại mọi người. Đừng lo, có ta ở bên cạnh nàng, ta sẽ giúp nàng khống chế sức mạnh băng tuyết, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Được, vậy thì em sẽ cùng chàng trở về vương quốc nhện với chàng. Bái kiến phụ hoàng. Bái kiến quốc vương. Ha ha ha, con trai nhện xanh dung cúc của ta đã trở về rồi. Người đâu, mau hạ lệnh mở tiệc ăn mừng. Cô gái xinh đẹp đi cùng con trở về là ai vậy? Dạ thưa phụ hoàng, đây là công chúa Elsa, bạn gái của con ạ. Tiểu nữ bái kiến quốc vương. Mầu bình thân, rất tốt, rất tốt. Các con quả là trai tài gái sắc. Lần này các con trở về thật là đúng lúc. Ta cũng đang định sai người gọi con trở về để đảm nhận vị trí thái tử. Sau này ngai vàng vương quốc nhện sẽ giao lại cho con. Phu quân, Dung Cúc mới trở về, chắc là đang rất mệt mỏi. Việc sắc phong vị trí thái tử hay để sau hãy bàn. Đúng đấy phụ vương. Hơn nữa hoàng huynh Dung Cúc xưa nay thích ngao du khắp nơi, không thích thập làm thái tử. Hay là để con làm cho. Không được, ý ta đã quyết. Dạ thưa phụ hoàng, con nghĩ việc đó nên để bàn sau ạ. Bây giờ con xin phép được đưa Elsa đi tham quan vương quốc nhện của chúng ta. Được, các con cứ đi đi. Dung Cúc ơi, hai người lúc nãy có phải là mẹ kế và con riêng của phụ hoàng mà chàng hay nói tới không? Bà ấy có vẻ rất ghét chàng và em. Đúng vậy, bà ta là Harry, mẹ kế của ta. Còn nhện đen là Joker, em trai cùng cha khác mẹ với ta. Từ nhỏ, hai mẹ con bà ta đã rất nhiều lần tìm cách hãm hại ta, cho nên ta mới đi ngao du khắp nơi để không phải đối đầu với hai mẹ con bọn họ, khiến vua cha khó xử. Lần này trở về ta cũng chỉ muốn giới thiệu làng với vua cha mà thôi. Rồi chúng ta sẽ lại đi ngao du khắp nơi, sống một cuộc sống an nhàn tự tại. Hừ, tức quá. Thằng nhện xanh Du Cúc vẫn còn sống sao? Ta cứ tưởng là hắn đã chết rồi. Lần này hắn trở về nhất định là muốn chiếm ngôi vị thái tử, tranh giành ngôi báu với con đấy. Thật sao? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là để con cho người đi ám sát hắn? Không được. Nếu hắn chết, vua nhện chắc chắn sẽ nghi ngờ mẹ con chúng ta. Hơn nữa ta biết công chúa Elsa. Ta đã từng tới làm khách trong vương quốc của cô ta. Ta nghĩ ra một kế có thể khiến hai đứa chúng nó mang tội chết rồi. Thật sao mô hậu? Đó là cách gì vậy? Chúng ta sẽ làm thế này. Hoàng huynh, lâu ngày anh em chúng ta không gặp nhau, hay là hai chúng ta đi săn đi? Không được, ta không thể để Elsa một mình được. Sao lại một mình? Đã có ta và quốc vương lo cho Elsa rồi. Con cứ đi cùng với Joker đi. Phải đấy Dung Cúc, chàng cứ đi đi, đừng lo cho em. Được, vậy chúng ta đi thôi Joker. Elsa, ta nghe nói cháu đến từ vương quốc băng giá đúng không? Dạ vâng, vương quốc của cháu quanh năm có tuyết phủ, rất là đẹp. Thưa phu quân, thần thiếp nghe nói công chúa Elsa có phép thuật hóa băng mọi thứ, rất là thần kỳ. Hay là công chúa hãy biểu diễn cho chúng ta xem đi. Thật vậy sao? Ta cũng rất là muốn xem. Elsa hãy biểu diễn cho chúng ta xem đi. Chuyện này... Dạ vâng ạ. Hay à.
Wow, quả thật là đẹp mắt quá đi. Ha 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 ha. He he he, hãy xem ta đây. Umbala, umbala. Ơ, tại sao tay mình không cử động theo ý mình được thế này? Quốc vương, hãy cẩn thận, tránh ra đi. Hoàng thượng, cẩn thận. Có thích khách. Ơ, không phải tại cháu không cố ý. Tay cháu tự nhiên, không điều khiển được. Nói dối, Elsa có âm mưu, mưu sát quốc vương nhện. Người đâu, mau bắt lấy Elsa. Hoàng tử Dung Cúc ơi, nguy rồi. Có chuyện gì vậy thơ Nguyễn? Công chúa Elsa định mưu sát quốc vương nhện, hiện đang bị bắt giữ trong ngục. Không thể nào, chắc chắn là có sự hiểu lầm. Ta phải đi cứu công chúa Elsa. Khoan đã thưa hoàng tử, quốc vương hiện giờ đang rất là giận. Nếu hoàng tử cứu Elsa, quốc vương chắc chắn sẽ trị tội ngài đấy. Không được, dù có bị phụ hoàng trị tội, ta cũng phải cứu Elsa. Hayya! Elsa, có chuyện gì vậy? Sao nàng lại hành thích phụ hoàng ta? Em không có hành thích phụ hoàng chàng. Không biết tại sao tay của em lúc đó cứ như là bị ai đó điều khiển vậy. Hừ, chắc chắn là Harry đã làm. Ta nghe nói bà ta biết phép thuật phù thủy. Nếu vậy phụ thân ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Ta phải đi tố cáo bà ta. Nàng hãy chờ ta ở đây. Thưa phu quân, Dung Cúc đã cứu Elsa ra khỏi ngục. Điều này cho thấy chính Dung Cúc đã sai khiến Elsa hành thích phúc vương, mưu đồ chiếm ngôi. Người đâu, mau bắt lấy Dung Cúc, tống vào ngục cho ta. Phụ thân, chuyện không phải như vậy đâu, hãy nghe con giải thích. Hờ, con gì mà phải giải thích, lính đầu, mau đưa Dung Cúc đi. Ta nghĩ có lẽ là hiểu lầm thôi. Dung Cúc thường ngày hiếu thảo, tại sao lại có thể hành thích ta được? Ta phải điều tra lại chuyện này. Joker, ta nghĩ quốc vương đã nghi ngờ mẹ con ta. Thật vậy sao? Làm sao bây giờ? Ta nói cho con nghe một bí mật. Thật ra con không phải là con của quốc vương Hiền Đỏ, mà là con của Vương Mâm. Bây giờ Dung Cúc đã bị bắt, chúng ta hãy bắt quốc vương và chiếm ngai vàng. Công chúa Elsa ơi, nguy rồi. Có chuyện gì vậy thơ Nguyễn? Mẹ con Harry đã bắt quốc vương và Dung Cúc rồi. Tớ may mắn chạy thoát được. Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Được rồi, việc trước mắt của chúng ta bây giờ là phải tới nhà Nao cứu quốc vương và Dung Cúc. Hay à. Ta xin lỗi Dung Cúc và Elsa. Ta đã bị mẹ con Harry lừa. Mụ ta đã nói cho ta biết Joker không phải là con của ta. Hiện nay bọn chúng đã chiếm được vương quốc. Chúng ta phải làm gì đây? Phụ vương đừng lo, chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng, giải cứu vương quốc. Công chúa Elsa, ma thuật của ta lớn hơn ngươi rất nhiều. Lần trước ngươi cũng thấy rồi đúng không? Hãy chịu chết đi. Không thể nào, tại sao là ngươi lại không bị làm sao? Phù thủy Harry, chẳng qua lần trước ta không đề phòng nên mới bị bà điều khiển thôi. Sức mạnh của ta lớn hơn bà gấp trăm lần. Hãy xem đây. Hay à. Dòng cốc, từ bé đến lớn người đều bị ta bắt lạt. Rõ ràng sức mạnh của ta lớn hơn ngươi gấp 100 lần. Hãy chết đi. Hả? Không thể nào, tại sao ngươi lại đỡ được? Joker, nói cho ngươi biết, từ bé là vì ta nhường ngươi thôi. Thật ra sức mạnh của ta mới lớn hơn ngươi 100 lần. Hãy xem đây. Hay à. Cuối cùng, phù thủy Harry và Joker đã bị tiêu diệt. Mọi người sống hạnh phúc mãi mãi. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Ai đã vào vai quốc vương nhện đỏ? Đáp án A, Tiểu Bảo Bảo. Đáp án B, Thơ Nguyễn.
đáp án C, Jungkook và đáp án D, Joker. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở video sau.